Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của đường phố Hà Nội hôm nay. Hiện tại em có mặt ở ga Hà Nội nhưng mà đường Lê Duẩn. Bây giờ là 16 giờ chiều. Hôm nay em sẽ mời quý vị cùng em đi từ đường Lê Duẩn sang đường Giải Phóng nha các bạn. Xem diện mạo mới Lê Duẩn Giải Phóng ngày nay bây giờ thế nào. Đây, ga Hà Nội ngày xưa này các bạn. Bây giờ vẫn giữ nguyên được nét như thế, rất là đẹp. Đây, bên này là đường Trần Hưng Đạo. Phía xa xa kia có một cái tòa nhà đang xây dựng các bạn. Ở Hà Nội lại có dịch vụ cho thuê xe máy này. Bạn nào mà đến đây Hà Nội tham quan du lịch đi tàu đến Hà Nội đến đây thuê xe máy cũng được đấy. Con phố Lê Duẩn như ra Hà Nội gần đây thì đã khang trang hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Trên Hà Nội thì vừa trải qua một cơn mưa các bạn. Ở đây họ bán mấy cái đồ giống như quần áo Grab, xe ôm các bạn này. Đoạn Lê Duẩn này ngày xưa rất nổi tiếng được bán những cái kiểu quần áo dàn di kiểu này các bạn này. Đấy. Mấy cái đồ kiểu như là dàn di. Đây là một căn nhà theo kiểu kiến trúc rất là hiện đại châu Âu. Đây là công trình xây dựng này. Ở giữa kia có cả ảnh của tòa nhà Quốc hội. Công ty vận tải đường sắt Hà Nội này. Chỗ kia là phố Khâm Thiên nha các bạn, rẽ phải sang là phố Khâm Thiên. Hiện lộ trình chúng ta là đi thẳng để đi thông sang Giải Phóng. Đây là quán bia Hải Hỏi này, bao nhiêu năm rồi? Phố Khâm Thiên này các bạn nhé. Con phố rất là cổ xưa. Rẽ trái sang bên kia công viên Thống Nhất nha các bạn. Đây, công viên Thống Nhất kia ở phía bên này. Lên trên đoạn Lê Duẩn trên này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cổng khác của công viên Thống Nhất. Đường dây tàu hỏa đây các bạn này.
Đấy, phía bên trái công viên Thống Nhất. Công viên Thống Nhất, một trong công viên khá là rộng ở Hà Nội. Về chiều thì chuẩn bị đến giờ tan tầm ấy, các con phố Hà Nội nhìn chung là sẽ ùn tắc nha các bạn. Ở chỗ này chuẩn bị đến cái nút giao khá là đông đúc, với cả Đại Cồ Việt, xã Đàn cho nên rất là đông luôn. Đây một đoạn nhỏ nhỏ xinh xinh, họ tạo thêm có một cái làn đường nhỏ nhỏ này, không biết chúng ta được đi không. Nhưng mà em thấy cái giờ tan tầm mọi người có đi vào đây được nên em cũng đi vào đây. Sang bên kia là phố Giải Phóng rồi đấy các bạn. Đi vào đây tưởng nhanh hơn nhưng hóa ra lâu hơn rồi các bạn. Cái chỗ bên trái đường chính chúng ta đi thì họ đã lưu thông xong rồi, bây giờ mình vẫn chậm chậm ở đây. Anh nghe Đại Cồ Việt kia các bạn. Thẳng khu vực đường Giải Phóng này lượng giao thông cực kỳ đông.
trên đường Giải Phóng này có bệnh viện Bạch Mai, đang nổi tiếng bệnh viện trung ương. Có lẽ em sẽ rẽ trái quay đầu ở lên đoạn trên kia để chúng ta tham quan những cái cảnh ở cái phía đường bên trái, bởi vì đi lên cái trục gần cuối Giải Phóng lên đến bến xe Giáp Bát thì thời điểm này khá tắc. Sợ các bạn không thấy cảnh đâu, chỉ thấy người tắt đường. Đây, chỗ này chỗ bệnh viện là Bạch Mai. Đây, chúng ta sẽ quay đầu chỗ này luôn nhé, sau chúng ta đi vào khu vực đường Hoàng Quốc Việt. Chỗ này có cái giải phân cách đây nhưng mà không quay đầu được. Đấy, rất là đông. Đấy, chiều ngược lại đang vắng, chúng ta sẽ sang bên đó để bệnh viện Bạch Mai đây. Đây có một cái trường đại học rất là to luôn. Trường đại học Bách Khoa các bạn. Ông trưởng báo gầy đổ một số cây ở đây, gãy cành. Đây các bạn, tập xe máy các bạn này. Đi thẳng ra Hà Nội này, rẽ trái để đi ô chợ Dừa các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải nhá. Ở hướng này chúng ta cũng thấy được cái công viên Thống Nhất ở phía bên kia. Đại học Bách Khoa đấy mà. Ở đây không hiểu sao họ có một cái lối mở rộng ở đây, không biết ở đây là bến xe buýt hay gì. Cây rất là lâu năm. Đây, phố Trần Đại Nghĩa các bạn này. Có biển chỉ dẫn hướng ô tô đi Hoa Lư, Nguyễn Đình Chiểu.
đây cũng có một cái cổng công viên Thống Nhất. Chúng ta sẽ đi lên một cây cầu vượt nhá. Bên dưới kia là đường Bạch Mai. Trên kia là giao cắt với cái đoạn là Minh Khai, Lò Đúc. Đường ra đây rất là rộng luôn, thế mà xe rất là đông luôn, cái phố Chùa Vua các bạn.